Tránh ra, tránh ra. Mình sẽ có giúp đội tháo nó ra hay không? Đội phá mìn đâu? Là sao rồi? Đã thông báo cho đội phá mìn, họ đang trên đường tới. Quả thể nói nếu nhịp tim của hắn đập tới mức 170 thì quả mìn trên người hắn sẽ phát nổ. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Đi chỗ nấp, nhìn qua đó. Hiện giờ nhịp tim của anh đang dần hạ xuống. Quả mìn sẽ không phát nổ đâu. Chỉ cần anh bình tĩnh sẽ an toàn thôi. Anh hãy làm theo tôi. Hít thở sâu vào. Làm tốt lắm. Đội phá mìn đang trên đường tới đây. Cứ tiếp tục đi. Có sao không vậy? Xin lỗi nha, nhưng cô đã biết quá nhiều rồi, nhất định phải chết. Thật ra giáo sư Thẩm cũng có ấn tượng tốt với cô. Đâu có gì phải sợ chứ, rất nhanh sẽ được tái sinh thôi.